Hey, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 10 giờ rưỡi tối ngày 24 tháng 12 năm 2021 ha. Rồi, tối hôm nay chúng ta ăn Giáng sinh đại tiệc luôn, đại tiệc ốc, rất rất nhiều ốc. Tổng số tiền ở đây là bao nhiêu tiền? 599. 599.000 đồng. Chúng ta có ốc tỏi 30.000 đồng một con. 35 rồi hả? Trả tiền mà không biết luôn á. Nó thơm lắm nha, cay lắm các bạn. Ốc cà na. Đó, rồi qua cái này là chân gà, Chân mùi ớt em nướng lên, hàu phô mai, hàu phô mai ba con, một con nhiêu tiền ta? trên con chắc cũng 30 hết, thôi chắc 30 ngàn đồng đó các bạn. Đó, hàu rất là lớn nha, hàu nhiều phô hấp mai, thái. hàu ở hành, Rồi cái kia là cái gì vậy? Con nó sò mèo à? ủa đâu cái của này đâu thầy, Rồi nó cho vô luôn vậy rồi. Cái con này con gì vậy? Con này con ốc nhum nè, ốc nhum, như con cá này cá cam đúng không? Đúng rồi, cá cam. Rồi cái này là mì sao nhà mình, mì sao tự sao, mì sao tự sao, tỏi hơi bị cháy xíu thôi chứ thật là ngon, tỏi xào riêng á cho nên không ảnh tôm càng lấy từ nhà bà ngoại. Đây muối ớt xanh muối ớt đỏ, rồi chúng ta nhậu. Có tỏi xào này, sầu huyết, sầu huyết sầu huyết sầu huyết sầu huyết chế tỏi. Ở địa chỉ này xuống mấy Hưng Phú tao quên rồi. Cái quán này là Hưng Phú, mình ăn rồi, được thật không sự là họ ăn rất là ngon các bạn. Đúng rồi, các món họ chế biến đều đậm đà hết, ok hết á. Rồi vô. Quỳnh Quỳnh bữa nay ăn chay gì? Giảm cân. Không có, không có, bậy. Bữa mày nói giảm Nó cân nói à? là em Bữa mày nói là giảm cân. Không có, em đâu nói đâu. Nhiều không có, tao nghe nói ai cũng nghe nói. Sĩ gì gì tầm này nữa, hồi nãy nghe nói ăn đi ăn lẩu nữa mà. Có em mình đâu nó cũng đang giảm mất cân. Thì tôi không chia cho mấy bà mà mình cũng ăn đây thì á trời, tôi tao chắc chưa ăn gì này đó nè, em ăn rau muống với mẹ em rồi luôn. Thấy tội nghiệp bây giờ. Dắt hai đứa kia qua luôn đi, mấy đứa nhỏ nè còn sót cái gì em bút hết luôn. Giờ con á, con mấy nhỏ hả? Em tăng cân đều đều không, em đang giảm cân. Không, chứ em uống nước trà của mấy người giảm cân á, okay. Nó giảm đang, calo đang cố gắng giảm cân. Giờ giảm béo lấy ly đi, chín cho thi á, chờ gần nè đó. Ngon chưa? Thực tế các bạn là mình đi ghi hình Giáng sinh từ quận 2 qua quận nhất về Bình Thạnh, sau đó đi về quận 8 và tới giờ này vẫn chưa ăn tối, khá là đói bụng quá. Ban đầu là không có dự định làm đại tiệc thế này đâu, nhưng mà sau đó thấy không khí vui tươi quá thôi bỏ ra khoảng độ nhiêu ta, tất cả nhiêu tiền hả? 807 hả? 830 ngàn. 807 chứ 25 đô. 830 nữa. 830. 830. 830. Mấy ba hùng 30 cái gì? Hả? Ủa gì? 50 lộn. Ở đâu ra hùng 50? 50 nước ngọt. Vậy hả? Nó mua nước ngọt hả? Mấy ba với mấy Quỳnh. Không, nước ngọt. Có đâu. Em có hùng, em muốn không. Cái sữa này nó không có hùng, nó uống thôi. Mắt không nó hùng. Đúng rồi. Cái mắt lậu ấy luôn. Đúng không? Em nói định ăn ăn cắp chay với càng của tao đúng không? Đúng rồi. Đây, muối ớt đỏ. Lắc một cái hư luôn. Ủa, thơm như vậy ta? Cái muối ớt xanh mình này thơm quá. Cái gì vậy? Cô tạc. Gì vậy? Không. Mua Coca-Cola đó hả? Thì mấy ba kia mua. Cái muối đó, ớt. Mấy ba hùng đó. Cái muối ớt xanh của Phan Thiết nha, của Cổ Hạch. Phan Thiết, Phan Thiết. Phan Thiết. Ừ. Đúng không anh? Cái màu rồi, xanh rồi, nó cay lợt hơn. Cái này màu này đậm. Đây mù tạc. Rồi, khui bia, khui bia, khui bia, khui bia. Thôi rồi. Lắc toa biết lắc toa sao cha? Toa bò cho. Phục vụ đi. Rồi ngon. Phục vụ quan đi, chúng họ quan bo, quan lớn. Lớn, bò bò cho. Có bia, có bia, có bia, có bia. Rồi. Lắc cái. Vậy nha. Rồi, Giáng sinh vui vẻ. Năm mới gì? Ngái cho bà hoài rồi đó nay hết. Cảm ơn cô Ngọc. Cảm ơn cô Ngọc, chúc mừng năm mới. Nhớ, mốt tới tay lại chúc ba nè, ba đứa con trai đi cho cơm. Trai. Một bài con trai không không có ai con gái hết. Mà vô là cảm ơn cô cậu. Bà có lời. Rồi vô. Đủ. Rồi hồi nãy bắn pháo bông quá trời luôn. Mày ăn đi. Kẹt xe quá trời kẹt xe luôn. Hồi nãy thật sự là không ngờ luôn, năm nay Phạm Thế Hiển chơi lớn. Chơi lớn luôn. Sớm đạo phường 6 bắn gì xong công an tới luôn. Không, nó chứ nó cũng cho bắn, nó cắn phút dưới nó lên trên trời nó bắn tiếp. Chúc không khí Giáng sinh ở Sài Gòn các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn xem video.
mình ăn cơm đây, bây giờ bắt đầu ăn tối nè, không có cơm. có mì. Rồi các bạn ngồi xuống đây. Mì xào. Mì xào. Tôm hành quân bên. Tôm càng.